quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên pháp luân công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là pháp luân đại pháp hoặc là pháp luân công. Phương Tây mời quý vị vào website falundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Quý vị cũng có thể gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373. 714-401-7373. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị nghe một bản tin, một phần nhận định với chủ đề tội phạm bạo lực hiện đang là một đại dịch khắp Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hàng chục triệu người Mỹ hiện đang khá bi quan về tình hình đất nước. Không chỉ cử tri của Đảng Cộng Hòa mà cử tri của Đảng Dân Chủ cũng vậy. Dễ hiểu thôi, bên cạnh tình trạng đáng lo ngại của nền kinh tế, nhiều công dân Hoa Kỳ còn lo ngại về sự tăng vọt của tội phạm bạo lực, một hiện tượng xảy ra từ bờ Đông sang bờ Tây và dường như đang càng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Một báo cáo tội phạm bạo lực hiện đang là một đại dịch khắp Hoa Kỳ được công bố hồi đầu năm của Gallup đã chỉ ra nhiều cách mà tội phạm bạo lực đã gia tăng trong thời gian gần đây. Như tác giả của bản báo cáo đã lưu ý rằng, lần đầu tiên kể từ năm 2016, phần đông, tức là khoảng 53%, cho rằng cá nhân họ lo lắng rất nhiều về tội phạm, trong khi 27% khác lo ngại ở mức độ vừa phải. Để rõ ràng hơn, theo Cục Điều tra Liên bang, tội phạm bạo lực gồm có 4 tội danh: sát nhân và sát nhân không chủ đích, tức là ngộ sát, cưỡng bức tình dục, cướp bóc và hành hung tàn bạo. Mới đây, một cuộc khảo sát giữa năm của các cơ quan chức pháp lớn cho thấy tội phạm bạo lực đã tăng 4.2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6. Các vụ cướp bóc gia tăng đáng kinh ngạc với tỷ lệ tăng thêm 12%. Trên khắp Hoa Kỳ, tỷ lệ tội phạm vẫn cao hơn đáng kể so với trước đại dịch. Trên thực tế, hành vi bạo lực tội phạm hiện đang là một thứ bệnh dịch quy mô lớn bạo động. Tại California, một tiểu bang có mối tương quan chặt chẽ với hoạt động tội phạm bạo lực đang lan tràn. Tổng trưởng lý Rob Bonta của tiểu bang này tuyên bố rằng tội phạm cướp bóc tài sản và bạo lực tiếp tục gây ra những hậu quả thảm khốc cho các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Hơn nữa, một báo cáo mới đáng lo ngại được các nhà nghiên cứu tại trường y khoa San Diego thuộc Đại học California công bố cho thấy bạo lực thể chất và bạo lực tình dục đang lan tràn tại tiểu bang vàng này. Trong năm qua, 4% người dân California đã phải gánh chịu bạo lực do người phối ngẫu gây ra. Đáng báo động hơn là trong cùng khoảng thời gian đó, có đến 18%, tức là khoảng 1/6 dân số của Cali đã từng bị tấn công về thể chất hoặc tình dục. Điều này đặt ra câu hỏi là ai mới là kẻ đáng trách? Đảng Cộng Hòa ư? Thật là khó nói. Hãy xem qua một nghiên cứu của công ty phân tích Neighborhood Scout về 10 thành phố nguy hiểm nhất Hoa Kỳ. Không có thành phố nào trong đó có thị trưởng là thành viên Đảng Cộng Hòa. Điều này không phải để đổ hết trách nhiệm về đại dịch tội phạm bạo lực của Hoa Kỳ cho mọi thành viên của Đảng Dân Chủ. Không hề như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một cuộc đàm luận trung thực về tội phạm, thì chúng ta phải thừa nhận rằng có một đảng chính trị xem trọng vấn nạn tội phạm hơn so với đảng đối lập một chút. Tại Monroe, Louisiana, thành phố nguy hiểm nhất quốc gia, xác suất để quý vị trở thành một nạn nhân của tội phạm là 1/34. Tại Michigan, nơi không chỉ có một mà là 2 trong số những thành phố nguy hiểm nhất quốc gia, sự gia tăng đáng báo động về tội phạm bạo lực đã khiến nhiều người dân sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Như ký giả Ted Roloff gần đây đã lưu ý, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, Grand Rapids đã nhận 3.363 các vụ phạm tội, trong đó có 761 vụ hành hung và 15 vụ sát nhân. Cả hai số liệu đều vượt mức trung bình của 3 năm trước đó. Tại quận Oakland, có đến 26 vụ án mạng trong 6 tháng đầu năm 2022, gấp đôi con số này trong cùng thời kỳ năm ngoái. Ông Roloff viết, Pontiac, quận lỵ của quận Oakland, đã chứng kiến 10 vụ sát nhân trong năm nay. 4 trong số các nạn nhân của quận này là các trẻ em ở những độ tuổi 4, 6, 7 và 16 tuổi. Năm nay, Detroit, thành phố lớn nhất ở Michigan, đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ xả súng hàng loạt. Mặc dù rất đau thương, nhưng điều này sẽ không khiến cho bất kỳ ai quen thuộc với tiểu bang Michigan phải kinh ngạc. Rốt cuộc, thành phố này do bà Gretchen Whitmer điều hành, một thành viên của Đảng Dân Chủ, người mà cách đây không lâu đã nói rằng bà ấy ủng hộ tinh thần cho những nỗ lực cắt giảm ngân sách của cảnh sát. Sự ủng hộ của bà Whitmer dường như đã được đền đáp, tất nhiên không phải cho những thường dân, mà là cho những người trong nhóm thiểu số chống lại cảnh sát. Trong năm nay, hơn 200 sĩ quan đã rời bỏ sở cảnh sát,
Detroit. Trên thực tế, trên khắp đất nước này, ngày càng có nhiều cảnh sát đang nghĩ đến chuyện bỏ việc. Theo tờ New York Post, tại thành phố New York có hơn 1.500 sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát New York đã từ chức hoặc về hưu trong năm nay tính từ đầu năm, đang trên đà trở thành sự kiện bỏ việc lớn nhất của các sĩ quan kể từ khi có số liệu thống kê. Đồng thời, tội phạm bạo lực trong thành phố này tiếp tục gia tăng. Thành phố với biệt danh lớn, với biệt danh quả táo lớn tức là Big Apple này đang trong tình trạng đại mục nát, Big Rot. Khi đất nước cần họ hơn bao giờ hết, thì các sở cảnh sát Hoa Kỳ đang phải xoay sở để tuyển dụng và giữ chân sĩ quan. Tại sao vậy? Tất cả chúng ta đều biết tại sao. Bởi vì các sĩ quan cảnh sát đã bị các chính trị gia thiên tả và các hãng thông tấn thiên tả ma quỷ hóa trong thời gian quá lâu. Điều này lý giải tại sao tỷ lệ tự sát ở các sĩ quan cao. Ngược lại, khi các nhân viên cảnh sát thấy mình bị phỉ báng, thì bọn tội phạm lại thấy bản thân chúng được hỗ trợ, trợ giúp và được khuyến khích. Ở California, chúng ta đừng quên rằng ăn cắp vặt hầu như là được khuyến khích. Cứ làm đi, hãy lấy một chiếc iPhone. Những tên tội phạm trong tương lai được mách bảo như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra với quý vị cả. Bằng mọi cách, nếu quý vị có thời gian, hãy quay lại vào ngày mai và lấy thêm một chiếc khác nữa nhé. Không giống như tội phạm ở California và các khu vực khác của đất nước này, những người Mỹ vô tội, tuân thủ pháp luật đang phải trả giá rất đắt. Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ được cho là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, đang bị bọn tội phạm hủy hoại, từ phạm khinh đến tội trọng, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chúng ta rất ít nghe nói về việc cắt giảm ngân sách cảnh sát trong năm 2022, nhưng thiệt hại đã xảy ra. Chỉ đơn giản là quý vị không thể trông chờ vào việc mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi đã phỉ báng các nam thanh nữ tú trong bộ đồng phục xanh suốt khoảng thời gian quan trọng nhất của 2 năm vừa qua. Đó là điều không thể. Giờ đây người Mỹ ở cả hai đảng chính trị đang phải trả một cái giá đắt nhất. Bài viết của tác giả John Mark Lyon và Doanh Doanh dịch thuật. Hôm qua Phương Thanh đi ở ngoài đường thì thấy có một người cảnh sát da đen. Mà đen đây là không phải là đen mà đen đen bình thường, đen một đen gọi là đen mun, đen phần đen người dáng người gầy gầy thôi, đang đứng để mà dừng xe của người khác lại và đang thi hành nhiệm vụ của họ. Thì Phương Thanh thấy tự nhiên mình thấy là mình ở dẫu sao đi chăng nữa ở cái chỗ mình đang sống đây vẫn còn có bóng dáng của cảnh sát hay sao? Lúc mình suy nghĩ, Phương Thanh khi mà mới đọc những cái tin này, mấy người mà cứ đòi giảm ngân sách của cảnh sát, chỉ sợ là không còn cảnh sát để mà giữ gìn an ninh trật tự cho người dân nữa. Phương Thanh thấy là có lẽ là chỉ có những người cảnh sát mà da đen thì mới có thể làm cho những người mà phạm tội, những nghi phạm đó họ kiêng dè, gọi là kiêng nể một chút thôi. Chứ còn nếu cảnh sát da trắng chắc họ không coi ra gì. Thì hôm qua rõ ràng Phương Thanh thấy người cảnh sát da đen đó họ làm việc rất là ngăn nắp, rất nghiêm túc. Và cái người mà bị đang ngồi, nghĩa là bị nghi, là đang nghi bị gì đó thì mình không biết, thì rất là ôn tồn lễ phép và ngồi, phải nói là không phải giống như là đối với các cảnh sát da trắng đâu. Mình người cuộc sống của chúng ta, nhất là những người dân bình thường, mình sống bao nhiêu lâu nay nó quen rồi. Ở xứ Mỹ có người ở vài chục năm, có người thì vài mới vài năm thôi, nhưng mà chúng ta tin tưởng là cái nền gọi là luật pháp của nước Mỹ được bảo vệ, người dân được bảo vệ một cách an toàn. Nhưng mà sau này thì bây giờ không có nữa. Cho dù chúng ta có thế nào đi chăng nữa, cực chẳng đã mà có gọi cảnh sát thì với trong cái tâm trạng là ồ mình cứ thử gọi xem có được hay không, mà được thì mừng húm lên. Bây giờ không, mình cảm thấy là có nhiều người ngày xưa họ cũng không thích cảnh sát, cứ ghét. Nếu mà tại cảnh sát là những cái gì đó, tại vì họ thi hành luật pháp, cho nên những người mà thí dụ mình lỡ mà vi phạm cái gì hoặc là vô tình hoặc là gì đó thì rất sợ cảnh sát, rất ngại gặp cảnh sát. Nhưng bây giờ chúng ta mới thấy không có cảnh sát không thể được. Vậy mà có những người họ lại biểu tình, họ lại biểu đồng tình với những người mà rồi họ đưa những cái ý kiến của họ lên để mà họ cắt ngân sách của cảnh sát. Cảnh sát họ cũng là những con người, những người dân bình thường như chúng ta. Họ cũng có gia đình, có vợ, có con và có tất cả những, nghĩa là những cái sinh hoạt như mọi người thường, ngoài việc bảo vệ người dân theo cái việc làm của họ. Thì nếu mà họ không được
bảo vệ bởi luật pháp, mà họ cứ bị mỗi một lần mà đụng tới những người mà hiện nay đang ở trên ngôi vị cao sang như vậy thì gia đình họ phải chịu những cái tất cả những cái khốn khó mà người chồng của họ phải gánh chịu, thì ai còn dám làm cảnh sát nữa, đất nước này rồi sẽ đi về đâu, loạn. Và quý vị biết, ở họ vào bây giờ thí dụ như không cần phải nói, bất cứ ở chỗ nào có một người mà dáng điệu có vẻ như là hung hăng một chút, hoặc là mình thấy nghi ngờ, họ vào bất cứ một cửa tiệm nào, họ lấy cái gì cũng không có dám ngăn cản vào, thì chúng ta sống trong nơm nớp lo sợ như vậy, cái tinh thần, cái thần kinh của người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mình nói là mình quá sợ. Bởi vậy cho nên cái lá phiếu của chúng ta ở cái mùa bầu cử giữa kỳ này, midterm này, nó vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta muốn có được, nhất là những cái cuộc sống an bình như ngày trước, bây giờ chúng ta chẳng phân, không còn nói gì đến dân chủ, cộng hòa gì nữa hết, nhưng chúng ta không phân biệt đâu, kệ họ muốn làm sao thì họ làm. Nhưng mà nếu mà cuộc sống bình thường như tất cả những bao nhiêu năm về trước thì chúng ta chẳng sao, tổng thống nào lên cũng được rồi, đất nước này rồi cũng sẽ bình thường thôi. Chứ còn bây giờ thì không được nữa rồi. Chúng ta không thể nói là chúng ta không quan tâm được, chúng ta phải quan tâm, bởi vì nó trực tiếp liên quan tới cuộc sống của chúng ta và gia đình của chúng ta. Cho nên quý vị, và một lần nữa nói nhiều quá, nhưng mà quý vị cũng nhắc lại một nữa, chúng ta bỏ phiếu no cho dự luật 1 và chúng ta phải bỏ phiếu cho những cái gì mà hai cái bài bình luận mà trong phiên đọc tuần trước và tuần này chúng ta suy nghĩ cho kỹ và quyết định lá phiếu của chúng ta trong mùa bầu cử tới. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.